Thì anh em sau khi mà cưa đứt hai đầu rồi, đứt lìa ra rồi thì anh em họ sẽ cẩu xuống dưới đất. Đấy, đã cưa đứt rồi đó. Trong khi tôi sẽ hơn hai mặt cưa thì hai mặt gỗ trên đây thì anh em nó sẽ sâu, sẽ bằng cưa máy. Đấy, giờ họ đang vằn ra để cho cái hai khúc gỗ nó lệch ra với nhau. Hai khúc gỗ lệch ra với nhau. Lên. Lúc này đừng có đứng ngang với cái cây gỗ nha, cực kỳ nguy hiểm ấy. Không biết là rủi ro như thế nào, nó lăn ra thì cố. Họ đang cẩu lệch hai khúc gỗ đây ra để họ đưa một cái dây cáp vào phía sau nó để họ cẩu nó xuống. Chứ cái khe cưa thì nó quá hẹp, họ không đưa dây cáp vào được để họ cẩu nó, cho nên họ phải dỡ lệch nó ra, dỡ lệch hai khúc gỗ nó rời ra nhau ra, đưa cái khe rồi họ nó rộng ra để đưa dây cáp vào. Đấy. Quay nhanh, quay nhanh, quay nhanh. Đấy. Ok hả? Như bạn chưa được, hồ nó sẽ rộng ra để người ta mới đưa cái dây cáp vào được. Đưa dây cáp vào để kéo nó cầu nó xuống. Không biết trong video anh em nghe rõ không, mà ngoài đây nghe nó kẹt kẹt gớ lắm, âm thanh ghê rợn. Cái đây đường tim nhỏ đẹp. Bi đây có khả năng họ sẽ cầu xuống luôn, còn cái bi sau nó dài thì người ta sẽ đưa, họ sẽ đưa cái gỗ đây ra ngoài để đỡ, đưa nó xuống từ từ. Cái hở này là tương đối rồi đó anh em, tương đối để họ đưa cáp vô giữa để họ cầu nó ra. Khá là đặc. Wow. Đáp mỏng tính luôn. Hàng chèo chứ. Cái này giác cực kỳ mỏng luôn, giác mỏng. Anh chủ xưởng có thể sẽ thành công ở tại cái cây này, giác mỏng kích thước lớn. Ok.
ok, giờ mình sẽ ra ngoài coi cậu cây đây lên. Sắp tới lúc này cắn rồi, hạ cây hạ bi này xuống rồi, sẽ thấy được cái cây này có tiềm năng hay là không. Và lúc nãy anh em soi vào thì thấy cây nó không có bị nước tiêm gì. Như vậy là đã là thành công rồi đó. Không bị mất tiêm nhiều thì mình sẽ xẻ được tấm gỗ, nó không bị mắc gỗ nhiều, ra được tấm lớn. Lợi nhuận hầu như là một tấm lớn, chứ tấm nhỏ bán cho anh em thì bán để hầu như bán để đẩy hàng đi, đỡ chôn vốn nhiều thôi, cho nên anh em được lời khi mua gỗ tại xưởng là như vậy đó. Hàng luôn được minh bạch công khai, làm việc từ gỗ thô ngay từ ban đầu, giá hợp lý bởi vì không tốn mặt bằng, chi phí vay mượn nhiều cho nên cần phải đẩy hàng nhanh, cho nên là giá trị đến tay anh em thì nó cũng hợp lý, rẻ. Wow, nhìn thấy cái màu là thấy nhức mắt rồi. Vành trên 1.000 đó nè. Anh em cứ lấy 1.000 là chu vi của hình tròn chia cho 3/14 sẽ ra tương đối về cái đường kính của cây gỗ. Khi ta báo gỗ mình, người ta chỉ báo là văn bao nhiêu thôi. Wow, ok, chu đường tiêm nút đẹp quá, nút một đường ngang. Mình sẽ gỗ theo cái đường ngang này nè, là không bị mắc gỗ. Gỗ đây giá cực kỳ mỏng luôn. Giá cực kỳ mỏng luôn. Đường tiêm xé còn đẹp rồi. Vậy nha anh em, còn lại là canh kê thôi. Mình chắc xin kết thúc video tại đây. Kết thúc video rồi đây. Mình chạy qua cho anh em xem mà cục gỗ đông đưa thấy ghê quá. Dạ, cây đây đẹp quá. Tiên quá đẹp rồi. Rồi, chúc mừng chủ xưởng luôn nha. Chúc mừng. Mình xin kết thúc video đây. Thì anh em nào có câu hỏi hay là có vấn đề gì muốn tìm hiểu, muốn được người quay video cho rõ ràng thì cứ bình luận ở phía dưới, follow kênh của tôi và
cứ tự nhiên hỏi thôi. Có nhiều kiến thức tôi không biết, tôi không được giỏi, thì anh em cứ góp ý giùm để càng ngày cải thiện hơn, để đưa đến cho anh em nhiều thông tin bổ ích hơn. Cảm ơn ạ. Nhớ follow kênh Sập Gỗ Ân Gia nha anh em. Cảm ơn nhiều.